Hello anh em. Một buổi chiều và lại tới giờ đá banh rồi. Hôm nay mình có một trận banh ở đây với lại mấy anh em áo xanh này ngoài kia và mình cũng lấy đồ luôn rồi. Số 12 nha anh em. Đó, số 12. Chiều xuống mây rất là đẹp. Quá đã luôn. Nay mang đôi giày xanh cũng khá là fashionista. Thì hôm nay chia sẻ luôn là mới có một đội banh mới vừa đá chung FC Ân Bình. Yeah yeah. Đó, mình vừa mới update một con TV mới to hơn, hoành tráng hơn. TV cũ của mình nhỏ quá, coi đá banh không có đã. Nên đợt này mình đã update con TV Coca 65 inch S6G Pro Max để coi AF Cup cho nó đã. AF Cup tới rồi phải tậu ngay mỗi TV mới để coi. Và hãng TV Coca này cũng là đối tác chính thức của Suzuki AF Cup, nên ra mua TV này coi AF Cup là đúng bài luôn nha. Và vì đây là cái TV Android nên ra có thể kết nối Wi-Fi mà không cần dây cáp gì cả. Rồi sau khi mà kết nối Wi-Fi rồi, chúng ta sẽ mở ứng dụng như Netflix, YouTube, rồi FPT Play để coi những bộ phim hấp dẫn. Đây, Netflix đề xuất rất là nhiều bộ phim rất hay ở đây. Và FPT Play ta sẽ có thể vào cái chuyên mục thể thao coi cái trận thi đấu bóng đá đỉnh cao giống như là C1 và Premier League. Trở lại trận banh tí xíu ha. Đây là chiến toàn Công Tâm chủ sân, còn đây là Quốc Anh bên hội cổ viên MUSVN. Đây là Phú Ngựa, huấn luyện viên của câu bộ Futsal Quảng Nam. Đây là Thăng Heo, Thăng Heo xưa đá chuyên nghiệp Futsal. Đây là Long Beo. Và một nhân vật nữa, đây là Nhật, Nhật 06. Thì Long Beo với Nhật cũng là năng khiếu của 7 luôn. Ở đây dự bị thì khá là đông. Mình chỉ một số nhân vật này ngoài cùng bên này đó là Sang Trọng. Sang Trọng còn khá là nhỏ nhưng đã có một cái lớp năng khiếu ở về bóng đá nha. Ở Hóc Môn Củ Chi, rồi anh Tùng, rồi Lý, rồi cái bạn đeo kiếm ngoài cùng bên này. Đó là admin của ngôi nhà bóng đá Futsal anh em ha. Trận banh mang tính chất có vẻ giao hữu khá cao. Tại sao là giao hữu khá cao thì thật ra là đội mình trận này đá chung với lại đối thủ là đội mấy anh em bên chủ sân. Vì bán một kìa. Chết tôi. Chắc thua trước quả rồi. Rồi đúng luôn. Thua trước quả luôn. Người với bạn là Phúc Hùng. Quả này á, Phúc Hùng mặc dù là thủ môn của Futsal nhưng mà kỹ thuật đá bóng cũng khá là tốt. Qua wow, đây một pha chích mũi rất là hay luôn á. Một người chân trái, người chân phải. Chạy nước số 11 ơi. Chắc Phú Ngựa đá rồi. Chạy nước số 11. Thì trong một cái quả phạt anh em có thể thấy ha. Luôn luôn sẽ hai người, một người là đây chân phải chiến toàn, bên đây là Phú Ngựa chân trái. Chân trái thường sẽ đá dọc cung vào góc gần, còn chân phải đá qua rào qua góc xa. Thì đây anh em thấy không? Đứng thủ sẵn rồi. Đọc thở là anh em biết đá đâu rồi đó. Xem nào. Tôn số 11. Dạ đá có tôn nha. Ngay góc A. Ghê vậy. Chân không bàn tới luôn trời. Cơ hội dứt điểm. Vào rồi. Cái pha này á, là khi mà truyền vào thì Nhật xuất thục. Bóng trúng chỗ Thăng Heo. Thăng Heo rõ ràng là nhảy né mà trúng với banh văng vô luôn. Tại coi điện thoại không thấy rõ, còn coi TV mình có thể đứng gần mình xem coi ở đây qua phôi chưa. Và đúng là qua phôi rồi. Qua phôi rồi nha. Wow, cú dứt điểm. Đường truyền lên từ đội kính cận. Và giờ chiến toàn đối diện thủ môn vẫn không có dứt điểm. Và đã có bàn thắng rồi.
lùa qua thủ môn rồi dứt điểm mới chịu. Trận này tính chất giao hữu cao quá, chiến toàn băng lên mà số 8 đi bộ về. Thấy không? Để cho chiến toàn đối diện thủ môn đá mình luôn. Liên tục những pha mất bóng phía trên của các cầu thủ áo xanh. Và liên tiếp là những pha phản công nhanh. Chuyền dài của Nhật cho Phú Đặng. Chuyền ngang. Chiến toàn. Vô lê. Hay dữ trời. Có luôn. Ở quả này thì khi mà chiến toàn gặp trong có thể đặt lòng chân trái, nhưng mà không quyết định ông đá má ngoài chân phải, thì cũng là cái độ xoáy thôi. Má ngoài chân trái xoáy cong và má ngoài chân phải thì cũng xoáy cong. Chuyền cho cầu thủ áo xanh. Phú Anh. Một pha đưa một chạm rất tốt của Quốc Anh. Đánh đâu. Quá ghê, quá ghê. Đá sân 7 mà giống như ngoại hạng Anh ghê trời. Tạt cánh đánh đầu. Takadada đồ. Và một cái điều khá thú vị trên cái TV này đó là khả năng điều khiển TV bằng giọng nói, không cần cái remote. Thử cái ha. Ok Google. Mở YouTube. Đang mở YouTube. Ghê. Ok Google. Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng Chivela. Chắc chắn rồi, sau đây là một vài video. Wow. Ok Google. Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng Rabona. Tôi hiểu rồi, sau đây là một vài video. Wow. Coi dự báo thời tiết coi xem sao mà. Ok Google. Thời tiết. Trời chủ yếu có mây và nhiệt độ đang là 27 độ ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mai thì sao? Dự báo thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai là có dông và nhiệt độ là 31 độ. Và với chiếc TV S6G Pro Max này thì cho một chất lượng phân giải 4K Ultra HD và HDR10 cho mình cảm giác là hình ảnh cực kỳ chân thực, giống như mình đang được ngồi tại sân vận động và xem trực tiếp cái trận thi đấu bóng đá. Và hệ thống âm thanh Dolby này cho mình cái âm thanh và cảm nhận những cái không khí cuồng nhiệt trên sân cỏ. Thay vì mình phải tới Singapore coi đội tuyển Việt Nam thì mình có thể ở nhà cùng với chiếc TV này và tận hưởng một kỳ AFF Cup thật là tuyệt vời, đúng không nào? Chết tôi. Đã chạy banh ghê vậy. Hay quá. Thả luôn. Hay quá anh ơi. Quá anh. Dỡ. Đây. Rồi bước lên. Biên. Chân trái đồ. Bắt giữ luôn, ok. Vậy, đúng rồi. Cái nữa. Chuyện đó nhẹ. Thứ hai. Rồi bên đây luôn.
Này này này. Đây. Bạn. Trái nữa, tường tường. Ok, đúng rồi. Đá ngang. Bước ra, bước ra. Phú ơi, phú. Phú. Ô Tâm ơi. Phú ơi. Phú. Trời ơi. Ở quả này á là do cái điểm chạm mình nó hơi dưới quả bóng quá nên làm bóng bay cao. Cái này. Rồi. Hay quá. Ấy. Hôm nay vô được trái nào luôn. Thực ra là anh Tùng không phải là một cái cầu thủ giỏi xuất sắc giống như là mấy anh em trong đội, giống như mình hay là những cái bạn bóng đá phong trào khác. Anh Tùng chỉ là một người đam mê bóng đá thôi, vào chơi với anh em trong đội thì ok, gặp đối thủ yếu thì ráng ngồi banh cho anh ghi bàn, nhưng mà anh không ghi bàn được thì thôi, cũng không có vấn đề gì hết. Anh em chú ý một điều là khi mà chúng ta đá banh với nhau, gặp nhau là niềm vui. Còn họ đá hay hay đá dở hơn đó thì đó không quan trọng. Đá hay hay đá dở, sáng hôm sau chúng ta cũng phải đi làm bình thường. Nên nói chuyện anh Tùng đối diện cũng thành đá ra ngoài và uống cố không vấn đề gì hết, vui mà. Đá banh vui là chính, anh Tùng ghi bàn nè, vui. Còn không ghi bàn thì ok, mình cười chọc quê. Hay vậy trời. Gôn bệnh dở. Gôn áo vàng ra rồi. Phải không? À, áo vàng lên đá chứ. À, đầy đủ. Nào đưa thùng rồi có clip đúng không? À, chết tôi. Gãy rồi. Bỏ không còn ai luôn á trời ơi. Đây là cô Kiệt ha. Thì cũng là một nhân viên trên sân của chiến toàn công tâm. Thì đã hoàn tốt lắm. Đối với mình là mình xem bạn Kiệt đã đá nhiều rồi, kỹ năng rất là tuyệt vời. Nên là ra cái việc mà bạn bẻ qua được mình và ghi bàn một bàn thắng cực kỳ ngọt ngào, vậy là chuyện hết sức bình thường. Ngoài bàn thắng này ra cũng rất nhiều bàn thắng khác, bạn Kiệt là gánh team cho bên đó luôn á. Cái quả sút từ giữa sân vào ngay góc A của
ở đầu đầu trận vào lưới của thủ môn Tâm bên đội mình đó là kiệt này ghi bàn luôn đó. Nói chung là đã tốt lắm, không phải dạng vừa đâu. Cái nữa bỏ luôn ấy chết tụi ủa Phú nhanh dữ vậy. Cái nữa nè, về hai clip hay quá. Có mặt ở đó rồi. Trả chân ghê. Bỏ đâu. Nhanh dữ trời. Đây đi bộ về. Ai sút không hiểm gì hết. Trả lại. Trả lại ăn rồi. Chết. Hey. Về phụ. Ấy. Ghê vậy. Ghê vậy. Bán luôn à. Hay quá anh ơi. Thôi rồi. Tập tâm ơi. Quay. Ơi 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 ơi. Hả? À đúng, hay quá chị ơi. Hay quá chị ơi. Đẩy á bộ. Chơi chơi đẩy bộ. Tàn. Nhìn trái dưới chơi. Yeah. Pha phối hợp đẹp quá. Giờ mới có pha phối hợp chung số 10 nè.
ghê vậy. ghê vậy. Một cái đường nhích banh kiến tạo rất là tốt của Kiệt cho Phúc Hùng. Phúc Hùng đá một trái banh mà mình cũng không tin được luôn. Keeper mà sút banh như là một tiền đạo. Thấy Phúc nó đá sút là tâm nó bỏ vô vô sao ta. Về lại. Lấy ra. Ok. Hết giờ. Hay quá em ơi. Gánh bệnh luôn. Đó bạn. Và để sở hữu chiếc TV này, anh em hãy xem link trong phần mô tả nha. Mình để hai cái link tất cả. Một cái link của SLG Pro Max 65 inch này đây, và một cái là của SLG Silver. Thì cái SLG Silver sẽ không có chức năng điều khiển TV bằng giọng nói anh em ha. Và bên cạnh đây, mình tặng kèm anh em 20 cái voucher. Mỗi voucher giảm giá 650.000 đồng khi mua chiếc TV Coca 65 inch này. Và hãy có voucher mình để link trong phần mô tả nha anh em ha. Rồi, như thường lệ, anh em thấy hay nhớ bấm like, đăng ký kênh, đón chờ các clip của mình trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Thi, xin chào và gặp lại, bye bye.